Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đây là con súp JBL 560P. Nó thuộc dòng 230 của JBL đấy ạ. Hàng xuất châu Âu EU đấy. Vâng, ba cái đang chọn lựa, một là súp 30 mặt trước và một là súp 40 mặt đất, đều thương hiệu của JBL Mỹ. Vâng, bây giờ bên em đang đấu tín hiệu vào cái 560 của JBL đấy ạ.